bà con thân mến, thì hôm nay mình sẽ cho tất cả các bạn mở rộng tầm mắt nhé, để đúng nghe truyền thống của Việt Nam nhé. Đây là bức tượng Hy Lạp to lăng khổng lồ từ kích thước từ giá trị và từ cái không gian ra bên một tác phẩm. Cái này được ta công từ cái khúc cây của cung cực kỳ to luôn, và thời gian để ta công được một cái bức tượng này bao nhiêu nhân viên làm trong vòng 4 năm mới ra cái bức tượng này nhé. Bức tượng này còn có cả rẻ hơn không? Chắc là tầm khoảng 2 tỷ đấy.